mùng 4 tháng 5 năm Mậu Tuất đối với tất cả chúng ta là một ngày bình thường, nhưng đối với Đông Dương Tuấn Vũ và Quỳnh Phúc Quỳnh Châu là ngày long trọng và ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của anh chị. Và được sự thân mời những cánh thiệp hồng của chúng tôi gửi đến tận tai của tất cả quý vị không được bao lâu, thì giờ phút này đây tất cả chúng ta cùng có mặt tại nơi đây để cùng chúc mừng ngày lễ thành hôn cho họ. Một lần nữa xin được giới thiệu chú rể Tuấn Vũ sinh viên cùng cô dâu Quỳnh Dâu. Và ngay giờ phút này đây thì như quý vị đã thấy trên sân khấu của chúng tôi đã có sự xuất hiện của hai nhân vật chính của chúng ta, một đôi trai tài gái sắc trong họ rất đẹp và rất xứng đôi. Các bạn công an thì tất cả quý vị một tràng pháo tay lớn nữa để chúc mừng. Xin được cảm ơn. Và trong ngày vui của hai người con cưng của mình thì chắc chắn rằng không thể nào thiếu được sự hiện diện của dẫn sinh thành. Chính vì thế đầu tiên ngay sau đây, Kim Nguyễn xin trân trọng giới thiệu đến tất cả quý vị gia đình hòa tộc nhà trai của chúng tôi. Xin trân trọng kính mời sự hiện diện của ba và mẹ của chú rể. Xin trân trọng kính mời ba và mẹ của chú rể cùng tiến về sân khấu và đứng cạnh con trai của mình trong ngày lễ thành hôn. Vâng ạ, theo lễ cầu từ phía gia đình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến tất cả quý vị sự hiện diện quý báu đến từ thân sinh và thân mẫu của chú rể. Xin mời ba và mẹ của chú rể. Và về phía họ nhà gái, chúng tôi xin trân trọng kính mời người cô kính yêu của cô dâu Quỳnh Dâu có mặt tại đây ngày hôm nay để chúc mừng cho cô dâu và chú rể của chúng tôi. Xin trân trọng kính mời sự hiện diện đến từ cô của cô dâu ạ. Quý vị ơi, và ngay từ bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng dành tặng cho hai họ một tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt. Quý vị và nhiều quý vị đã thấy thì trên sân khấu của chúng ta giờ đây đã có sự hiện diện đầy đủ của hai họ tộc, họ nhà trai, họ nhà gái cùng với cô dâu và chú rể. Và trước khi buổi lễ của chúng ta được bắt đầu thì Kim Nguyễn xin trân trọng kính mời đại gia đình của chúng ta hãy nghiêng đầu chào toàn thể quý vị khách quý của mình. Để cho đôi lứa bắt đầu bên nhau, trải qua một thời gian khá dài tìm hiểu cho quý biết từ tình bạn dẫn đến tình yêu. Tôi nguyên ơn của chúng tôi sống và cảm nhận được rằng mình sống không thể nào thiếu nhau khi một nửa của mình bị mất đi. Và ngày hôm nay cô dâu và chú rể của chúng tôi rất hạnh phúc khi được tổ chức buổi lễ thành hôn thật long trọng tại nhà hàng tiệc cưới Thanh Bình để mời tất cả quý vị khách quý gần xa chúng ta cùng về đây để chúc mừng cho họ. Và được sự cho phép từ phía bên gia đình và ban tổ chức thì Kim Nguyễn xin được chúc cho tất cả quý vị khách quý chúng ta sẽ có được một bữa tiệc thật ngon miệng, thật vui cùng với một ngày chủ nhật thật ý nghĩa bên cạnh những người thân yêu của mình. Và trong chương trình lễ thành hôn buổi trưa ngày hôm nay, nếu như gia đình và ban tổ chức có điều gì thiếu sót, mong tất cả quý vị chúng ta cùng thông cảm, thương và bỏ qua cho. Một lần nữa xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng nâng ly để chúc mừng cho hạnh phúc hai họ của chúng tôi, hạnh phúc cho cô dâu và chú rể. Quý vị ơi, xin mời quý vị chúng ta cùng nâng ly lên ạ. 1, 2, 3. Xin được cảm ơn và chúc mừng. Bây giờ một nghi thức đầu tiên, xin mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ cùng nhau khui rượu cưới, chúc mừng ngày hạnh phúc. Và trong giờ phút long trọng như thế này đây, tất cả chúng ta cùng nhau có mặt tại nơi đây để chúc mừng giây phút hạnh phúc được thăng hoa. Xin được chúc mừng và tiếp theo sẽ là giai đoạn sân khấu thứ hai. Xin được chúc
chồng ít chút cho họ gặp nhà gái sẽ đón được một chàng đại quý. Và như quý vị chúng ta cũng đang thấy thì trước mắt chúng ta giờ đây là một tháp ly cao lớn, tượng trưng cho tấm lòng cao cả của người cha, và những dòng đồ đỏ sẽ tượng trưng cho tấm lòng bao la của người mẹ. Ngày hôm nay là ngày vui nhất và hạnh phúc nhất cuộc đời của mình. Và chính vì thế chúng tôi xin mời cô dâu và chú rể, những người con hiếu thảo, chúng ta hãy tự tay dâng lên những đấng sinh thành của mình những ly rượu báo hiếu. Và hai ly rượu đầu tiên về họ tập nhà trai, và về phía họ nhà gái thì người cô kính yêu sẽ đại diện cho ba người mẹ để nhận ly rượu hiếu thảo này. Xin trân trọng kính mời cha mẹ hãy nhận từ tay con trẻ của mình ly rượu hiếu thảo. Xin mời gia đình chúng ta cùng nâng ly để chúc mừng gia đình chúng tôi được không nào quý vị. Xin mời 1, 2.